Nhiều tháng qua, anh Bùi Văn Toản, 51 tuổi, ở xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, mất ăn mất ngủ vì nhiều đối tượng lợi dụng lúc anh vắng nhà đã sử dụng máy kích dung quần thảo trên vườn cam rộng hơn 1 hecta của gia đình anh. Để bảo vệ vườn cam, anh Toản và một số chủ vườn đã lập nhóm nhằm hỗ trợ nhau thông tin, canh gác và bắt người vào vườn kích dung. Song, đáng lo ngại là một số người kích dung manh động, dễ dẫn đến mất an ninh trật tự ở cơ sở. Tệ nạn đánh dung này ở vùng khác lên đây đánh là hàng ngày là đi qua cái địa bàn chúng tôi là ngày nào cũng có. Đến khi mà đã bắt đầu nó rộ lên cái là bắt đầu là quánh ngày quánh đêm thì lúc đấy mình mới ngã ngửa ra là không tin được nó nữa. Như bây giờ anh manh động anh vào ấy mà không được phép của chủ nhà mà anh vào anh tự động thì coi như cũng đấy là anh manh động, mà anh cũng có thể là nếu gọi là trong luật là anh cũng có thể là xét và để gọi là ăn trộm cắp rồi. Đấy, không có thể là cái việc làm việc thì là chân chính được nữa. Không chỉ gia đình anh Toản, một số gia đình khác cũng chung tình trạng tương tự. Khi các vườn cam được người dân canh phòng nghiêm ngặt thì các đối tượng kích dung lại chuyển sang khu vực trồng hoa màu như cánh đồng ngô của gia đình ông Thành. Bình thường là cái ngô đang như thế này thì nhà mình không phát hiện ra. Đến khi thấy nó tại sao nó lụi đi, nó chết non thế này mà nó chưa đến kỳ thu hoạch mà nó chết non rồi. Lúc đó mới nghĩ ra là người ta mới phát hiện là người ta bị kích dung đấy. Huyện Cao Phong có hơn 5.000 hecta đất nông nghiệp, trong đó chủ yếu là cam. Tuy nhiên tình trạng kích dung tràn lan vừa qua khiến hầu hết diện tích đất bị các mũi sắt nối từ kích dung cắm xuống, gây giảm chất lượng đất canh tác, ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành công văn yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương điều tra, phát hiện và xử lý các đối tượng khai thác dung đất trái phép, áp dụng những quy định của pháp luật hiện hành về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, môi trường, chất lượng sản phẩm để xử lý các cơ sở thu mua, sấy khô dung đất. Công an xã Thu Phong, huyện Cao Phong đã phát hiện trên 20 đối tượng kích dung, thu 15 máy kích. Trên địa bàn xã nói riêng và huyện nói chung không còn tình trạng kích dung và sấy dung khô. Tình trạng mà một số bà con nhân dân dùng máy kích điện để kích dung đất trên địa bàn tương đối là phổ biến. Hiện nay thì một số địa bàn đối tượng ngoài địa bàn đến là dùng máy kích điện kích dung là hơi nhiều. Hiện tại là chưa có cái chế tài cụ thể để đưa áp dụng vào cái việc ngăn chặn việc kích dung đất. Chính vì vậy địa phương là đang sử dụng cái việc là sử dụng quỹ ứng ước với địa bàn, với công dân trong xã để bà con nhân dân hiểu rõ được cái tác hại về việc kích dung đất. Thì việc kích dung đất thì nó làm cho chết cái sinh vật trên đất, đặc biệt là làm giảm cái độ tơi xốp của đất. Cái việc mà mua thu gom dung để mà chế biến loại gì địa phương cũng chưa nắm rõ, chỉ nghe phung phanh là chế tiết về thuốc bắc hoặc là làm gì đó, thế nhưng địa phương cũng chưa có cụ thể. Nhưng quan trọng nhất địa phương mà không biết người ta làm cái gì, nhưng mà cho rằng cái việc kích dung đất là nó làm hại tài nguyên trên đất. Hành vi đánh bắt cá bằng xung điện, theo Nghị định số 42 của Chính phủ, thì người đánh bắt sẽ bị xử phạt hành chính từ 3 đến 50 triệu đồng, tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm. Trong khi đó, hành vi kích dung cũng có phương pháp và để lại hậu quả tương tự như kích cá, nhưng lại chưa có trong quy định xử phạt. Chừng nào vẫn còn lò sấy, còn người thu mua thì máy kích xung điện vẫn tràn lan và dung đất sẽ còn bị tận diệt.